đang thông báo là kết nối yếu. Vâng. Vô va điểm một vài cái tin, bản tin nhân cái ngày đầu năm về cái tình hình nhân quyền đó. Trong vòng 24 giờ trở lại đây. Vâng. Như các bạn đã biết là hồi sáng nay thì hôm nay là ngày mùng 4 tháng 1. Các bạn trên mạng xã hội các bạn thấy là cái bản tin rất là nóng là ở cái Tuy Phước Bình Định, huyện Tuy Phước Bình Định có cái vụ việc rất là nghiêm trọng, có hai công an huyện, trong đó có cả anh quân hàm thiếu úy đó, đã bị dân ở trong đêm ấy, trong đêm qua, đêm mùng 3, bị dân ở Tuy Phước bắt giữ và thấy là có đánh đập trước cái thi hài của một cái anh thanh niên, và có nhiều cái live stream của nhiều người ở trong đó cho biết rằng là hai công an này đã đánh chết cái anh thanh niên đi thả bầu, thả cái đi rất là đi kiếm cái cá hay làm gì đó. Đó. Thế thì các cái trang mạng xã hội đang rất là nóng. Đó, hai công an mặc quần áo xanh mà không rõ là của cái bộ phận nào ở huyện Tuy Phước, và người dân ở đó đã cho biết là đã đánh chết cái anh thanh niên kia. Thế thì mọi vụ việc thì là cũng chắc chỉ ngày nay ngày mai thì cũng sẽ được các báo chí và cái cơ quan chức năng làm rõ việc này. Đấy, nhưng mà đây cũng là một cái biểu hiện của cái tình trạng mà các nhân viên, các công chức, nhân viên thực thi pháp luật là không tuân thủ pháp luật, không có kiến thức pháp luật, không có tinh thần thượng tôn pháp luật, và họ không hiểu là vì lý do gì, say rượu hay là làm sao mà lại đến mức đánh chết một thanh niên nhìn rất là to cao và đẹp trai đó ở huyện Tuy Phước. Đó là cái tin đầu tiên mà chúng tôi điểm được trên mạng. Và tôi hy vọng rằng trong ngày nay ngày mai thì báo chí và các cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ cái vụ việc này. Đi xem chơi bầu cua, anh Huy Tuấn cho biết là cái anh thanh niên này đi xem chơi bầu cua. Vâng. Thế thì bầu cua tức là giống như là tôm cua cá ốc ếch gì đó, những cái trò chơi ở đầu năm ở các cái hội làng ở quê nhà mình ở ngoài Bắc. Đúng rồi. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã giải thích, tại vì những cái trò đó thì tôi cũng ít tìm hiểu, và sóc đĩa cái gì đó thì mình cũng không ít tìm hiểu, không hiểu rõ lắm. Thế thì có một anh cho biết rằng là công an say và đánh xong thì hốt tiền của họ. Đó. Bạn Sơn cho biết rằng như vậy. Còn đó là cái tình hình cái tình trạng mà đó nó cho thấy rằng là cái quản lý của các cái cơ quan chức năng ấy đối với các cái nhân viên công lực, tức là giáo dục, đào tạo về kiến thức pháp luật và giáo dục kỷ luật, tinh thần về thượng tôn pháp luật, nó đang có rất nhiều vấn đề. Và tôi nghĩ rằng sáng tôi có gửi một cái status là nhắn anh Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, đây là cái lời cảnh báo cuối cùng về cái việc là những cái hành vi mà không thượng tôn pháp luật, mà coi thường pháp luật đó, rồi cũng có thể là do cái đào tạo và cái sử dụng cái lực lượng nhân viên của các anh nó quá kém, thế là nó dẫn đến cái hành vi như vậy. Vâng, đó là một cái bản tin. Và một cái bản tin khác ở phía Hà Nội hôm tối ngày hôm qua, thì các bạn biết là trên các cái mạng Facebook thì thấy những cái clip mà về việc hai thanh niên ở trong phố cổ, khu vực phố cổ, đó là khu vực ngõ chợ gạo. Vâng, qua cái clip thì tôi biết là đó là ngõ chợ gạo. Ngõ chợ gạo đó gần cái đường Trần Quang Khải, thì có hai thanh niên chặn đầu xe taxi và lôi anh taxi, lái xe taxi ra và đánh bằng những cái miếng đòn cực kỳ nguy hiểm, đấm đá và gáy vào đầu và đá thẳng vào mặt. Một cái taxi Hà Nội có cả biển số, biển 30 đó. Đó thì tôi nghĩ rằng chắc là cơ quan chức năng và cái bộ phận an ninh ở khu vực phố cổ ấy, đó, khu vực đó là của Hoàn Kiếm, thì họ sẽ điều tra và họ làm rõ để xử lý hai cái thanh niên. Hai thanh niên có mặt tìm rất dễ, nếu mà tôi điều tra ra ngay thì trong vòng 1-2 ngày tôi có thể điều tra được hai thanh niên này ngay phố cổ, nếu có mặt như vậy đó.
Thế đó là một cái hành vi mà chúng ta thấy là hành vi côn đồ. Côn đồ ở ngay giữa một thành phố, giữa thủ đô. Đó. Hành vi đó khó có thể chấp nhận được. Và các bạn tưởng tượng là khi mà các bạn là một người dân ở trên phố đó, các bạn chứng kiến hành vi đó thì các bạn thấy sao? Những hành vi ngang nhiên ở giữa đường như vậy, ở trong một cái thủ đô, ở trong một đất nước mà thành viên của liên của cái hiệp hội của hội nhân quyền thế giới đó, những công dân, những thanh niên trai trẻ không hề biết hiểu biết pháp luật, đó, hành vi côn đồ giống như là những cái nhóm giang hồ đó, rất nguy hiểm. Cái hành vi đó rất nguy hiểm, chúng ta phải lên tiếng và các cơ quan chức năng phải sớm điều tra, phải làm rõ cái này. Đó là cái trách nhiệm của các anh đó, anh Khương giám đốc Công an Hà Nội phải làm rõ cái việc này. Cái việc điều tra hai thanh niên này rất dễ, chúng tôi có mặt, chúng tôi điều tra không có gì là khó khăn lắm. Vâng, thì đó là một cái bản tin về phía ở chỗ Hà Nội gần đây, mà tôi cũng vừa có một cái quay được hai cái clip, ghi hình hai clip. Một cái chị khoảng trên 50 tuổi ngay trong ngã tư Sở, khi tôi đi trên cầu tôi phát hiện ra là một người đàn ông rất là béo ở cái chủ tiệm bán sách, rồi tôi có đưa ảnh vừa nãy đó, đẩy chị kia liêu siêu và đẩy ngang qua cái làn đường ở phía dưới chân cầu vượt. Tôi đang đi cầu vượt, tôi nhìn xuống thì tôi dừng xe, tôi tạt vào rẽ phải và tôi dừng ở trên cầu, tôi quay được một clip anh ta đẩy chị từ trong cái phía cửa tiệm sách đẩy ngang ra làn đường. Và sau đó thì tôi đi lên và tôi có chờ chị đi lên khoảng 100 mét thì tôi có một clip phỏng vấn, hỏi thì là chị cho biết rằng là cái tiệm sách này có những cái bao bì bỏ ra ấy, thì chị xin mua và chị mặc cả giảm cho chị một tí. Thế nhưng mà cái anh chủ kia chắc khoảng 55-60 gì đó, rất béo, anh tay cầm một sấp tiền và xô đẩy chị chạy qua cái làn đường, và chị đi cái xe đạp mà cũ rích. Thì chị đi mua, chắc là những cái người phụ nữ mà đi mua ve chai thì Hà Nội có rất nhiều, và thậm chí chúng tôi còn mở, anh em chúng tôi còn mở ra một cái chợ ở khu Vạn Phúc ấy, cho những người buôn bán mua ve chai ở Hoàng Cầu rồi các nơi về tập trung đó để người ta kiếm sống một ngày vài chục ngàn, 100-200 ngàn đó. Tôi nhìn thấy những cái người buôn bán ve chai này thì tôi biết đó là những cái người mà đang kiếm sống và cũng đang là những cái con người mà tận dụng hết được những cái mà gọi là phế liệu, và trong khi chúng ta chưa có những cái công nghệ để tái chế thì những người phụ nữ, những người đàn ông đi nhặt ve chai rất là, chúng ta phải trân trọng, chúng ta coi đó là những công việc mà rất là tốt. Thế thì đây là một cái hành vi mà vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đó. Anh có thể không đồng ý bán cho người ta giá rẻ thì anh thôi, anh bảo tôi không bán, anh không có quyền mà xô đẩy hay là cưỡng bức hay là đánh đập và đẩy người ta vào cái con đường nguy hiểm như vậy. Tôi đưa cái ảnh của cái tiệm sách ở chỗ cầu vượt ngã tư Sở lên để các bạn xem. Đó là một cái trường hợp mà cũng là cái hành vi mà vi phạm nhân quyền, đó là cái nhận thức thấp kém của những cái người dân đó gây ra những hành vi đó, thì chúng ta cần phải lên án. Và đặc biệt là tôi điểm một bản tin về cái tình hình ở trong Sài Gòn. Trước đó là trường hợp của anh Paulo Thành Nguyễn, chồng của bạn Kim Tiến, cũng là những người bạn của chúng tôi. Và cách đây khoảng hơn một tuần ấy thì anh ấy, trong một cái buổi mà anh ấy đi dạy cho các em thanh niên về các cái kiến thức về nhiều vấn đề về ngoại ngữ, về các vấn đề về xã hội, về nhân quyền, thì anh ấy bị gần một chục côn đồ bao vây, dí súng và đánh đập, cướp tài sản, cướp iPad, cướp điện thoại. Nhưng mà đặc biệt là cái nhóm côn đồ này đưa anh ấy về đồn công an phường 7, phường Tân Mỹ, quận 9. Đó, tôi cũng có điểm cái bản tin đó. Thế thì sáng nay tôi cũng có thấy, và đánh anh ấy rất là đau. Thế thì giữ anh ở công an phường và tận 12 giờ đêm thì mới thả ra. Và tối đêm thả ra, và trong khi thả ra anh tìm taxi đi về nhà thì cái nhóm côn đồ này lại tiếp tục chặn taxi và đánh anh ấy ở ngoài đường tiếp tục. Đó, ở Sài Gòn đó, Tân Mỹ, quận 9, phường Tân Mỹ, quận 9. Thì sáng ngày hôm nay tôi đã thấy anh Paulo Thành Nguyễn này đã làm đơn tố cáo và gửi ra thanh tra của Bộ Công an, đã đăng trên Facebook. Thế thì tôi nghĩ rằng thanh tra của Bộ Công an phải vào cuộc để làm rõ trách nhiệm của cái ông trưởng công an phường này, trưởng công an phường Tân Mỹ này.
ông này phải chịu trách nhiệm vì cái nhóm côn đồ kia là nhóm nào mà lại mang súng dí vào đầu người dân và cướp tài sản, đánh đập người dân, sau đó đem về công an phường. Đó, đề nghị là thanh tra Bộ Công an phải làm rõ trách nhiệm của trưởng công an phường Tân Mỹ. Và tôi đề nghị anh Paulo Thành Nguyễn phải làm hồ sơ để gửi đến thanh tra Bộ Công an là một, và gửi cho các sứ quán của Mỹ hoặc là các trụ sở đại diện của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam để tố cáo hành vi vi phạm nhân quyền, để có thể áp những chế tài để đối với những cá nhân vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang có mặt ở trên đất nước Việt Nam. Đó, họ đang là những người ăn lương của nhân dân nhưng mà quay lại được nhân dân giao nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, nhưng họ quay lại họ trở thành những cái đối tượng mà tiếp tay bảo kê cho các lực lượng, cho các băng nhóm côn đồ xã hội đen để khủng bố người dân. Đó là một hành vi khủng bố. Đối với cái trường hợp của anh Paulo Thành Nguyễn ở Sài Gòn, đó chính là một hành vi khủng bố người dân tại ngay giữa một cái thành phố lớn, thành phố trung ương, trực thuộc trung ương. Đó, hành vi đó không thể chấp nhận được. Tôi đề nghị thanh tra Bộ Công an và đặc biệt là ông nào giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc làm rõ cái vụ việc này. Vì các anh thấy đó, những cái vụ việc nó sẽ đẩy lên thành những cái giọt nước tràn ly, giống như cái vụ việc ở Tuy Phước tối ngày hôm qua. Tôi đảm bảo rằng nếu mà ở cái vùng đó dân còn hiền, dân ấy, người ta ở đó như thế là hiền đó. Tôi đảm bảo là nếu ở vùng khác ấy, thì tối ngày hôm qua thì hai cái công an kia, trong đó có cái anh đeo lon thiếu úy đó, mà đánh chết cái cậu thanh niên xem bầu cá đó, thì chờ khi các lực lượng chức năng đến ấy, thì hai thanh niên này đã bị đánh chết rồi, bị đập chết rồi. Đó, thế là cái hậu quả nó sẽ không thể lường được. Đó, cũng rất may là có nhiều người ở tại khu vực Tuy Phước tối hôm qua họ còn kiểm soát được tình hình và họ kiểm soát được cái đám đông. Nếu không thì không biết cái tính mạng của hai nhân viên công an huyện Tuy Phước kia thì hôm nay đã ra sao. Đó là những cái bản tin, những cái tin mà tôi muốn điểm sơ trong cái ngày đầu năm mới, trong cái vòng 24 giờ ngày hôm qua. Và có những cái bản tin khác nó liên quan đến vấn đề nhân quyền, ví dụ là việc xử phạt trên mạng đang rất là nóng, các mạng xã hội đang nóng về việc xử phạt xe không chính chủ. Đó, người ta lực lượng kiểm soát của công an thành phố các nơi sẽ kiểm soát và xử phạt những người sử dụng phương tiện không mang tên chính chủ. Thì đây là một cái vấn đề mà tôi sẽ phân tích ở riêng một cái clip khác, nó cũng là vấn đề vi phạm nhân quyền. Đó, cái việc quản lý trang thiết bị, quản lý các cái phương tiện giao thông, đó là nhiệm vụ và chức năng của các cơ quan nhà nước. Anh quản lý thì anh phải có hồ sơ, đúng không? Và khi bất kỳ ai sử dụng các trang thiết bị đó tham gia giao thông thì anh kiểm tra hồ sơ đó, ở trong các cái trang thư viện gốc của anh ấy, anh gõ cái là ra, anh biết là xe này của ai. Và trong trường hợp mà chủ phương tiện mà vi phạm thì anh cứ áp theo luật để anh phạt. Đó, không thể là ngày mai anh là một người đi mượn một cái xe ô tô của bạn anh đi này bị xử phạt làm sao được, đúng không? Tôi ngày mai tôi đi cái xe của vợ ra đường thì làm sao mà xử phạt được, xử phạt phương tiện không chính chủ. Đó, hay tôi mượn của người bạn ở hàng xóm đi thì làm sao. Đó, thế là cái việc mà hệ thống quản lý của chúng ta trên các cái quy định của pháp luật này nó chưa đúng, chúng ta sẽ phải hoàn thiện dần. Nhưng mà các cái vấn đề, các cái việc mà các anh đưa ra các cái phương án, các cái quy định ấy, dưới luật ấy, để các anh áp dụng vào quản lý xã hội, các anh phải có phản biện và anh phải có cái việc kiểm tra từ các cái cơ quan quản lý các văn bản quy phạm pháp luật. Đó, thế thì tôi cũng sẽ có một clip để nói riêng về cái chuyện tôi sẽ phỏng vấn một số các cái chốt xử phạt về phương tiện không chính chủ, thì tôi sẽ phân tích vấn đề này và đưa lên để chúng ta cùng phản biện và phân tích, chỉ ra những cái mà nó chưa đúng. Những cái cơ quan chức năng thuộc các bộ ngành, người ta ra những cái văn bản quy phạm pháp luật ở bên dưới luật hướng dẫn thì thực thi pháp luật có thể là chưa đúng, thậm chí là nó vi hiến, thì chúng ta phải phân tích và chúng ta chỉ ra để giúp cho các cơ quan quản lý của nhà nước người ta làm tuân thủ đúng cái gì mà quy định thuộc hiến pháp, và nó tuân thủ, nó đảm bảo rằng là nó bảo vệ được cái quyền con người, quyền của người công dân ở trong một đất nước. Đó, thì hôm qua sáng nay có một cái bản tin điểm một vài cái bản tin tức ở các khu vực Hà Nội, Sài Gòn,
và Bình Định thì có những bản tin về liên quan đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam đang bị vi phạm nghiêm trọng. Một phần vì cái nhận thức đó, một phần cũng vì theo tôi thì cái nhận thức của số đông người dân ấy, về các cái quyền con người, về các vấn đề nhân quyền ấy, chưa được nhận thức rõ. Thứ hai là về phía cơ quan, về phía nhà nước ấy, quản lý nhà nước ấy, thì cái việc phổ biến ấy, và tuyên truyền ấy, phổ biến về quyền con người, về nhân quyền ấy, đang còn rất là mờ nhạt, và cũng có thể là vì lý do nào đấy họ chưa, chính quyền chưa làm được năng lực quản lý nhà nước, hoặc là do ý đồ của nhà nước họ chưa phổ biến rộng rãi và tuyên truyền cho từng người dân về các cái quyền, ngay từ đứa trẻ em, quyền trẻ em, quyền con người, quyền công dân đó, và cái trách nhiệm của các công chức công bộc của nhà nước ấy, phải thực hiện đúng luật pháp, và đặc biệt nghiêm cấm việc vi phạm nhân quyền ở mọi nơi, ở trong mọi lĩnh vực. Và những cái cơ quan mà thực thi luật pháp ấy, là những cái cơ quan mà động chạm và hàng ngày va chạm với các vấn đề về quyền, về nhân quyền, về luật pháp ấy, thì các anh cần phải được đào tạo và cần được phải tuyên truyền đầu tiên, và sau đó là người dân đó. Thì những cái trang tin truyền thông của nhà nước, ví dụ VTV hoặc là báo chí, thì đúng ra theo tôi thì phải dành ra một trang đầu tiên, một góc đầu tiên để tuyên truyền về luật pháp và quyền con người đó, để mọi người biết, chứ không đưa những cái bản tin lá cải linh tinh, nhưng có những cái cơ bản nhất liên quan đến con người của chúng ta đang được coi là trung tâm của vũ trụ, nhưng mà lại không được coi trọng, thì nó vô vàng muốn làm cái bản tin điểm một số tin tức ở trên khắp lãnh thổ Việt Nam trong vòng 24 giờ qua để chia sẻ và cùng các bạn ở xa, có thể các bạn đang là người Việt ở sống ở các quốc gia khác, thì các bạn có thể biết sơ qua một vài tin tức chính. Và xin cảm ơn cái sự chia sẻ theo dõi của các bạn, và sẽ quay trở lại với các bạn trong những cái clip khác về các vấn đề phản biện về xã hội, vấn đề về kỹ thuật quản lý nhà nước, luật pháp. Và rất mong là được sự chia sẻ thông tin của các bạn. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.